Đại Thiên Thế Giới tập 17. Chào mừng các bạn đã đến với Vua Phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Tiếp theo bối cảnh ở tập trước. Không được, Tiểu Hữu cẩn thận, gầm thét đồng thời, hai người thân hình khẽ động, hướng phía Lôi Khắc bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, hai người trong tay linh binh cũng hiện ra hào quang sáng chói, tích góp phóng thích linh binh đế kỹ năng lượng. Hai người vốn là cùng Lôi Khắc chênh lệch rất xa, phương diện tốc độ lại hoàn toàn bị Lôi Khắc áp chế, mặc dù gầm thét liên tục, lại cũng chỉ có thể nhìn tận mắt Lôi Khắc cách Tiêu Viêm càng ngày càng gần. Cách đó không xa Tần Phi cùng Liên Vân Á, bởi vì ánh mắt bị bảy người ngăn lại, đợi đến Liên Vân Hải cùng Tần Uy tiếng giống phát ra lúc mới phát hiện Lôi Khắc, phóng tới không có chút nào phòng bị Tiêu Viêm, lập tức sắc mặt hai người nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Trải nghiệm phương tài ba người phương thức chiến đấu Tiêu Viêm đối với ngoại giới cảnh giác, cũng không khỏi phải buông lỏng, làm Tần Uy phát ra tiếng giống, về sau mới hồi phục tinh thần lấy lại tinh thần đầu tiên, liền nhìn thấy cách mình chỉ có vài thước chi cách Lôi Khắc, trong tay lôi quang chợt hiện, cách gần như thế, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe được trong đó lôi đình có chút vù vù âm thanh. Soạt, không kịp nghĩ nhiều, gần như là ra ngoài bản năng, Tiêu Viêm trong cơ thể bổn nguyên đế khí nháy mắt phun trào lên, 3000 lôi đế viêm đã là hội tụ ở lòng bàn tay, hỗn độn lớn đế viêm đế hỏa kỹ vòng hỏa đạo cũng nháy mắt phát động. Lôi Khắc ngũ trảo đụng phải Tiêu Viêm vạt áo trước một khắc, Tiêu Viêm hai tay nhanh như tia chớp nâng lên, đồng thời thực lực cũng đột nhiên bạo tăng, làm bị 3000 lôi đế viêm bao khỏa hai tay chăm chú ngăn cản được Lôi Khắc, bàn tay một nháy mắt, Tiêu Viêm thực lực cũng đạt tới đỉnh phong. Oanh, ngân sắc lôi mang cùng kim sắc hỏa diễm đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, trong chốc lát lôi hồ bay loạn, xích diễm văng khắp nơi. Làm Lôi Khắc phát hiện mình mạnh hữu lực một kích thế mà bị một cái nhị đạo đế sĩ cưỡng ép ngăn cản lại lúc đến, lập tức rung động không thôi. Càng làm hắn hơn kinh dị là trong tay nguyên bản tràn đầy lôi thuộc tính bổn nguyên đế khí, chạm đến Tiêu Viêm kim sắc hỏa diễm lúc, lại có loại suy yếu cảm giác cuồng bạo sét đánh đang bị nó hấp thu. 3000 lôi đế viêm, vậy mà như thế quỷ dị. Không đúng, tiểu tử này thực lực. Lôi Khắc từ ban sơ kinh ngạc bên trong khôi phục lại, cảm nhận được Tiêu Viêm thời khắc này thực lực lần nữa mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, thế mà là lục đạo đế sư. Đối mặt cho đến nay chính diện giao thủ mạnh nhất đối thủ, Tiêu Viêm không dám có chút chủ quan, trừ thương viêm xích không kịp xuất ra bên ngoài, có thể nói là át chủ bài ra hết. 3000 lôi đế viêm hội tụ ở hai tay, ngăn cản được Lôi Khắc một kích, hỗn độn lớn đế viêm thể nội hai tay chỗ kinh mạch chỗ không ngừng chạy khắp, triệt tiêu lấy Lôi Khắc một kích này mang tới ám kình. Hỗn độn lớn đế viêm đế hỏa kỹ, vòng hỏa đạo cũng hoàn toàn thi triển, toàn lực chống cự lấy Lôi Khắc thế công. Lôi Khắc dù sao tại Đế Linh đỉnh phong ngừng chân mấy năm lâu, cứ việc đối Tiêu Viêm thực lực tăng vọt rất là không hiểu, nhưng cũng không chút do dự, nhìn thấy công kích của mình bị ngăn cản, tâm tùy ý chuyển, trong cơ thể rất nhiều bổn nguyên đế khí tuôn ra tới, qua trong giây lát liền tại hai tay chỗ hình thành mắt trần có thể thấy lôi hồ. Lôi Vương cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, Lôi Khắc trên hai tay gân xanh dữ tợn nổi lên, phát ra chói mắt ngân sắc lôi hồ, sau đó đối Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ra. Không được, thấy Lôi Khắc vậy mà liều mạng sau chạy tới Liên Vân Hải, cùng Tần Uy nén giận một kích, đối với mình sử xuất cao dài đế quyết Lôi Vương cánh tay, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy quanh thân tựa hồ cũng bị Lôi Vương cánh tay khí thế khóa chặt, đế linh đỉnh phong khí thế ngoại phóng khiến cho động tác của mình đều có chút cứng đờ. Uy thế quyết, nhìn qua gào thét mà xuống hai tay, Tiêu Viêm từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, tại Lôi Khắc sử xuất Lôi Vương trong nháy mắt, Tiêu Viêm xuất sắc bản năng chiến đấu lập tức phát giác được nguy cơ, lập tức 3000 lôi đế viêm lập tức hóa thành một đạo lửa vách tường dựng thẳng đứng tại trước mặt mình, sau đó túc hạ sinh phong, cửu chuyển gió du lịch thân đã là nháy mắt phát động. Oanh, Lôi Khắc hai tay xuyên qua thân thể Tiêu Viêm, cái sau thân thể run lên liền biến mất, dư lực không kịp thu hồi Lôi Khắc mạnh mẽ đánh vào Tiêu Viêm, vừa mới bắt đầu đứng thẳng mặt đất lập tức đá vụn bay loạn, cho bụi đập vào mặt, Lôi Khắc mãnh liệt một kích đem nó ném ra mấy trượng lớn nhỏ hang đá. Sử dụng cửu chuyển gió du lịch thân khó khăn lắm tránh thoát Lôi Khắc công kích Tiêu Viêm, nhìn tới trên mặt đất cũng là lòng còn sợ hãi thở nhẹ một hơi. Lôi Khắc đế linh đỉnh phong khí thế áp chế mặc dù đối với mình không có tác dụng, nhưng nó bản thân thực lực cường đại, cùng phối hợp cao dài đế quyết cường đại uy lực, cũng khiến cho Tiêu Viêm một trận hoảng sợ. Đế linh cấp bậc cường giả, quả nhiên không phải Lai Thanh loại kia nho nhỏ đế sĩ có thể so sánh, cùng Lôi Khắc giao thủ ngắn ngủi, cũng làm cho Tiêu Viêm đối đế linh thực lực có đại khái nhận biết, lấy mình thực lực trước mắt, chính diện đối chiến một đế linh cường giả, dù là át chủ bài ra hết, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đương nhiên, nếu như mình có đầy đủ thời gian dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên, đó chính là một chuyện khác, dù sao dùng đế viêm thi triển tuyệt chiêu, so bình thường đế quyết nhưng mạnh lên nhiều lắm. Một kích không được tay, Lôi Khắc sắc mặt lập tức trở nên có chút xanh xám, phía sau Liên Vân Hải cùng Tần Uy công kích đã là gần trong gang tấc, quay người phòng ngự đã là không thể nào, Lôi Khắc trong lòng giận mắng một thân, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ tận khả năng để bổn nguyên đế khí hội tụ đến sau lưng, vội vàng ở giữa hình thành một đạo phòng hộ. Oanh, oanh.
Hỏa Linh Thương cùng Ngọc Linh Kiếm Linh Binh Đế Kỹ mang theo vạn quân lực lượng, mạnh mẽ đánh vào Lôi Khắc phía sau, vội vàng ở giữa hình thành phòng hộ như là giấy đồng dạng, trong chốc lát liền bị công phá, sau đó tại mọi người kinh tiếc trong ánh mắt, không lưu tình chút nào đánh vào Lôi Khắc vốn là thụ thương lưng bộ. Phốc, Lôi Khắc lọt vào nặng như thế kích, rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, sau đó như là giống như diều đứt dây, thân thể không bị khống chế hướng phía trước rơi đi. Còn chưa chờ Liên Vân Hải cùng Tần Uy thở ra một hơi, liền nhìn thấy Lôi Khắc bay vụt đi ra, thân thể run lên, ngay sau đó cưỡng ép khôi phục cân bằng, nhưng một kích này cũng khiến cho Lôi Khắc cùng thân hình vừa dừng lại Tiêu Viêm lại gần thêm không ít. Khốn nạn, Lôi Khắc trong lòng hét lớn một tiếng, bởi vì đau đớn, hoa dâm râu ria đều có chút run rẩy, vẩn đục trong hai mắt, ngọn lửa tức giận cường thịnh hơn, từ khi mình thoát ly Lôi tộc đi vào biên hoang thành nhỏ, lấy mình đế linh đỉnh phong thực lực chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Nhìn thấy gần như gần tại trước mắt mình Tiêu Viêm, Lôi Khắc lên cơn giận dữ, ngọn lửa tức giận gần như mai một lý trí. Khốn nạn tiểu tử, cho lão phu đi chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, mượn nhờ dư lực, Lôi Khắc trên hai tay lôi mang bốn hiện, ngân sắc lôi hồ đâm thẳng đám người hai mắt, lấy thế sét đánh lôi đỉnh mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Viêm trước ngực. Xong, Liên Vân Hải cùng Tần Uy thấy cảnh này, trong đầu nháy mắt hiện lên ý nghĩ này, hai người cách xa nhau quá xa, coi như muốn cứu cũng không kịp. Tiểu gia hỏa này, mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng còn chưa đủ ổn trọng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tần Uy trong đầu chớp mắt lóe lên ý nghĩ này. Nhìn qua gần ngay trước mắt Lôi Khắc, lại ra tay đã hiển nhiên không kịp, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Tiêu Viêm tâm hung ác, bị uy thế quyết tu luyện thật lâu thật đế cảnh, linh hồn hướng phía khí thế hung hăng Lôi Khắc đánh thẳng đi qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lôi Khắc căn bản nghĩ không ra, trong mắt hắn đã không có lực phản kháng chút nào Tiêu Viêm sẽ dùng linh hồn công kích, lập tức thần sắc cứng đờ, đầu vù vù như là nhận sét đánh, toàn thân run lên, xông về phía trước thân thể đột nhiên ngừng lại. Mọi người kinh dị trong ánh mắt, Tiêu Viêm tay phải giơ cao, đột nhiên vung xuống, nửa đường một thanh xích kim sắc cây thước đột nhiên xuất hiện, tại cây thước oanh kích đến Lôi Khắc thân thể trước một khắc, thước trên mặt bỗng nhiên toát ra màu đỏ hỏa diễm, sau đó mọi người chung quanh khó có thể tin trong ánh mắt mạnh mẽ vỗ xuống đi. Cạch, xương vỡ vụn thanh âm phẳng phất nát tại lòng của mọi người bên trong, Lôi Khắc nhận nặng như thế kích, lập tức máu tươi cùng phún, thân thể như đạn pháo hướng về sau bay đi, ven đường máu tươi không ngừng. Từ trong rung động dẫn đầu khôi phục lại Tần Uy, trong tay Hỏa Linh Thương bỗng nhiên lắc một cái, sử xuất lực khí toàn thân đâm về hướng mình bay vụt mà đến Lôi Khắc, sau một khắc, Hỏa Linh Thương đã là mạnh mẽ đâm xuyên Lôi Khắc trước ngực, bị máu tươi nhiễm đỏ đầu thương từ nó trước ngực xuyên thấu mà ra, Lôi Khắc liền kêu thảm cũng không phát ra, liền không một tiếng động. T. Qua rất lâu mới truyền đến mọi người chung quanh lúc hít vào thanh âm, vừa rồi quá trình nói đến rườm rà, nhưng cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, trong mắt mọi người, mắt thấy Lôi Khắc tay liền phải xuyên thấu Tiêu Viêm lồng ngực, đột nhiên thân thể liền ngừng lại. Sau đó bị Tiêu Viêm không chút do dự sử dụng một cái quái dị cây thước đánh bay, nháy mắt sau đó, Lôi Khắc đã treo ở Tần Uy Hỏa Linh Thương bên trên, chết đến mức không thể chết thêm. Trầm tĩnh lại, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác, chuyện vừa rồi chỉ có hắn biết có bao nhiêu hung hiểm, nếu như lúc ấy phản ứng thoáng chậm hơn một khắc, hiện tại nằm trên mặt đất khả năng chính là mình. Lần này có thể đánh giết Lôi Khắc hoàn toàn là vận khí cho phép, linh hồn của mình mặc dù chỉ là thật đế cảnh trung kỳ, nhưng trải qua uy thế quyết thời gian dài như vậy tôi luyện, nó nhận tính và uy lực đã sớm hơn xa một loại thật đế cảnh hậu kỳ linh hồn. Mà một loại đế giả, nếu như không phải luyện đan sư, lần thứ nhất cường hóa linh hồn thời điểm là tại đế linh tấn thăng đế vương thời điểm, lấy Lôi Khắc đế linh đỉnh phong thực lực, linh hồn lực lượng đoán chừng cũng liền thật đế cảnh sơ kỳ, đây cũng là Tiêu Viêm có thể đắc thủ nguyên nhân. Từ trong rung động lấy lại tinh thần, Liên Vân Hải vẫn là khó có thể tin, nhìn thấy bị ném trên mặt đất Lôi Khắc thi thể, đầu não y nguyên có chút choáng váng, hơn nửa ngày Phương Tài thán phục nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, thật sự là không phải người thường. Hiện tại Liên Vân Hải đã tin tưởng người thanh niên này là con cháu một gia tộc lớn nào đó, đến xâm vực lịch luyện, bằng không, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái nho nhỏ đế sư, vậy mà có thể gián tiếp đánh giết một cái đế linh đỉnh phong cường giả, liền xem như hắn, cũng không dám cùng toàn lực ứng phó Lôi Khắc cứng đối cứng. Một bên Tần Uy thu hồi Hỏa Linh Thương, nhìn thoáng qua trong tay Tiêu Viêm Thương Viêm Xích, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, nếu như vừa rồi hắn không nhìn lầm, tại đánh về phía Lôi Khắc một nháy mắt, cây thước bên trên thế nhưng là xuất hiện hỏa diễm, đây không phải là từ bổn nguyên đế khí tạo thành hư thể hỏa diễm, mà là thật sự hỏa diễm, loại năng lực này, tại kiến thức của hắn bên trong, bình thường linh binh giống như không có bản sự này. Tần Phi, tiểu tử ngươi, đến cùng lĩnh trở về một cái gì yêu nghiệt. Trong lòng không biết cao hứng hay là bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu vốn cho là người thanh niên này chỉ là thực lực không tầm thường, hiện tại xem ra, quả thực không thể theo lẽ thường đến độ chi. Lúc này Liên Vân Á cùng Tần Phi cũng chạy tới, vừa rồi một màn kia cũng là níu lấy hai người tâm, khi thấy Tiêu Viêm đánh bay Lôi Khắc lúc, hai người cũng gần như ngốc rơi, hơn nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng chạy lên đến đây. Nhìn Tiêu Viêm suy yếu, Liên Vân Hải lập tức phất phất tay, tiền liệt như là điên cuồng, tinh thần phấn chấn chỉ huy thành vệ quân sơ tán cư dân, thanh lý lôi phủ. Người tới, đem Lôi Khắc trên tay nạp giới lấy xuống, lão gia hỏa này đoán chừng đem Lôi gia tài sản đều càn quét, lại có, triệt để thanh lý Lôi gia, Lôi Khắc thiếu Tiêu Viêm tiểu hữu mặt khác 100 vạn đế tinh, cùng một quyển trung giai đế quyết là thời điểm thực hiện. Nói xong, Liên Vân Hải vung tay lên, sớm có thành vệ quân lái xe ngựa, từ Tần Phi đỡ lấy hư nhược Tiêu Viêm lên xe, sau đó tại vô số người vây xem đưa mắt nhìn dưới, xe ngựa phi tốc hướng phủ thành chủ tiến đến. Phủ thành chủ,
Một gian xa hoa trong phòng khách, đàn hương lẳng lặng thiêu đốt lên, khiến người tinh thần sảng khoái, thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập trên giường. Tiêu Viêm Chính khẽ nhắm hai mắt, điều tức lấy trong cơ thể bổn nguyên đế khí. Linh hồn ngược lại là không có nhận thương tổn quá lớn, ngược lại là trong cơ thể, bởi vì ngạnh kháng lôi khắc cao dài đế quyết, dẫn đến trên cổ tay đau nhức không thôi, kinh mạch trong cơ thể bên trên cũng nhiễm có chút ít lôi thuộc tính ám kình, cho dù có 3000 lôi đế viêm thanh trừ, lại như cũ có chút tê dại bất lực. Thùng thùng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh vỡ Tiêu Viêm trầm tư, mở hai mắt ra, Tiêu Viêm hoạt động một chút gân cốt, xuống giường mở cửa xem xét, chính là mỉm cười Liên Vân Á. Bên cạnh nam tử Tiêu Viêm nhìn đều không cần nhìn liền biết là Tần Phi, tiểu tử này đem mình nâng tiến xe ngựa sau liền mặt dạn mày dày đem Liên Vân Á cũng kêu lên xe, mỹ danh nó nói là để Liên Vân Á cảm tạ một chút mình. Kết quả Tần Phi liền líu díu giảng một đường, đem mình cho hắn nói một ít chuyện thêm mắm thêm muối nói cho Liên Vân Á. Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi khôi phục sao? Phụ thân để cho ta tới mời ngươi đến phòng khách chính một lần. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra tới, Liên Vân Á nhu hòa cười một tiếng, nói khẽ, nụ cười xinh đẹp lập tức khiến cho bên cạnh người nào đó nhìn ngây người. Tốt, làm phiền ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, còn có, gọi ta Tiêu Viêm tiên sinh, xưng hô này nghe thật không quen. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Liên Vân Á điểm nhẹ trán, mỉm cười xác nhận. Liên Vân Á ở phía trước dẫn đường, Tần Phi tiến đến Tiêu Viêm trước mặt, nhìn qua Tiêu Viêm trong hai mắt tràn đầy sùng bái, "Tiêu đại ca, ngươi ẩn tàng thật sâu, thế mà có thể đánh giết lôi khắc kia lão cẩu, thành chủ cùng cha ta liên thủ đều không có tự tin 100%, thực lực của ngươi có phải là đã là đế linh rồi?" Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, "Làm sao có thể, ngươi chớ đoán mò, đúng, từ Tây Tinh thành điểm truyền tống sau sẽ tới địa phương nào?" Tần Phi trong lúc đang suy tư, năm trước Liên Vân Á mở miệng nói là Võ Ninh phủ Phong Đô quận Thanh Sơn thành, đến nơi đó về sau lại trải qua 4 tòa thành, liền có thể đến Võ Ninh thành, trải qua điểm truyền tống về sau chính là Lâm Tinh phủ trung ương nhất, Lâm Tinh thành chính là truyền tống đến Tinh Nguyệt Linh vực điểm truyền tống trận. Tiêu Viêm nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu, đem cái trước nói lời một mực ghi tạc trong lòng, trong bất chi bất giác lại có chút ít chờ mong, khoảng cách học viện Vân Lạc dường như thêm gần. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phi đối Liên Vân Á gần như nịnh nọt, nụ cười, Tiêu Viêm giật mình, hồi lâu chưa từng có tưởng niệm chi tình giống, như nước thủy triều từ đáy lòng hiện ra tới. Huân Nhi, Thải Lân, hai vị bá phụ, các ngươi, đều tốt. Nhìn qua xanh thẳm thiên không, Tiêu Viêm trong lòng lần thứ nhất có một tia phiền muộn ý tứ, hận không thể giờ phút này liền trở lại người yêu bên người. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là giấu ở trong lòng. Một lát sau, ba người đến phủ thành chủ phòng khách chính, nơi này cách cục trang nhã cao quý, thể hiện ra một loại lớn khí phái. Lúc này phòng khách chính bên trong, Liên Vân Hải cùng Tần Uy đã ngồi đối diện nhau, chính nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Liên Vân Hải cười ha ha, đứng lên nói, Tiêu Viêm tiểu hữu thật sự là tư chất ngút trời, lấy đế sư thực lực đánh giết đế linh đỉnh phong, phần này chiến tích thật là khiến ta chờ xấu hổ. Tiêu Viêm Văn Ngôn cũng đành phải cười khổ, thành chủ đại nhân ngài đừng nói như vậy, nếu không phải lôi khắc sớm bị ngài cùng Tần đoàn trưởng đánh cho trọng thương, tiểu tử làm sao có thể thuận lợi như vậy đắc thủ. Ha ha, tốt, không kiêu không gấp, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Tần Uy giờ phút này cũng đứng dậy, vỗ tay lớn cười một tiếng, sau đó đưa cho Tiêu Viêm một viên nạp giới nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, trong này là 150 vạn đế tinh, trong đó 100 vạn là từ lôi khắc tài sản bên trong lấy ra, mặt khác 50 vạn là ta cùng thành chủ đại nhân một điểm tâm ý, cũng không nên ngại ít. Tiêu Viêm Văn Ngôn cũng không có chối từ, Tần Uy đoán chừng cũng biết hiện tại mình chính là dùng tiền lúc, nếu như từ chối nữa, đổ có vẻ hơi dối trá. Tiếp nhận nạp giới, cường đại linh hồn lực lượng khẽ quét mà qua, trong nạp giới trồng chất như núi đế tinh, cũng khiến cho Tiêu Viêm hung hăng lấy làm kinh hãi. Đã như vậy, tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính. Nói, Tiêu Viêm xoay tay một cái, đã là đem nó thu vào mình nạp giới. Mấy người sau khi ngồi xuống, Liên Vân Hải vung tay lên, trên mặt bàn đã là thêm ra mấy quyển khác biệt quyển trục. 5 quyển trung giai đế quyết là lôi ra tất cả, đáng tiếc lôi khắc sử dụng lôi vương cánh tay đế quyết không có, đã lôi khắc ưng thuận một quyển trung giai đế kỹ hứa hẹn, Tiêu Viêm tiểu hữu nhìn cái kia thích hợp ngươi, liền lấy đi thôi. Tiêu Viêm lập tức hai mắt tỏa sáng, mình trước mắt công kích đế kỹ, trừ trung giai đế kỹ Thiên Huyễn Du Long Chân, cũng chỉ có Thiên Diễn Quyền, về phần Viêm Long Trùng thì sớm đã bị đào thải, theo phần quyết tấn thăng làm hoàng dưới thềm phẩm, Tiêu Viêm càng phát ra cảm giác trong tay đế kỹ bần cùng. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua. 5 quyển đế kỹ quyển trục ngoại hình không kém nhiều, chỗ khác biệt chỉ là nhan sắc trên đó. Tiêu Viêm cầm lấy một quyển hiện lên quyển trục màu vàng, cất đặt tại mi tâm, linh hồn lực lượng xâm nhập trong đó, rất nhanh, quyển trục có quan hệ tin tức liền truyền vào nó trong đầu. Trung giai phòng ngự đế quyết, lôi hộ lưới. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, liền đem nó buông xuống, lôi hộ lưới là Lai Thanh cùng lôi khắc tổ tôn đều tu tập đế kỹ, bàn về lực phòng ngự cũng là tính không kém, nhưng đối với hiện tại khuyết thiếu tính công kích đế kỹ mình giống như không chỗ hữu dụng. Nghĩ đến cái này, Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng nói, làm sao không gặp Lai Thanh? Liên Vân Hải lắc đầu nói, lục soát lôi phủ lúc cũng không có phát hiện, có thể là lôi khắc muốn cùng ta cùng Tần đoàn trưởng quyết nhất tử chiến, để Lai Thanh sớm từ mật đạo bỏ trốn đi. Liên Vân Hải nói cũng rất tùy ý, hoàn toàn không đem để ở trong lòng, cũng thế, Lai Thanh lớn nhất chỗ dựa đã chết rồi, bằng hắn nho nhỏ đế sĩ thực lực, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tại Lạc Nham thành phách lối nữa. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, cầm lấy mặt khác một quyển trục gần sát mi tâm, lần nữa quan sát.
Trung giai thân pháp đế kỹ, lôi ảnh bộ. Trung giai quyền pháp đế kỹ, bạo lôi quyền. Trung giai thối pháp đế kỹ, cuồng lôi cửu trọng đá. Liên tục nhìn ba quyển, Tiêu Viêm đều là có chút bất đắc dĩ để xuống. Lôi ảnh bộ đối với mình đến nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Viêm có lòng tin, nếu như cửu chuyển gió du lịch thân tu luyện đến đại thành, tuyệt đối viễn siêu lôi ảnh bộ, mà thối pháp đế kỹ, bởi vì có thiên huyễn du long chân, bị Tiêu Viêm trực tiếp từ bỏ. Nhìn thoáng qua quyển trục màu đen, Tiêu Viêm đang định cầm lấy bạo lôi quyền quyển trục, suy nghĩ một chút vẫn là đem nó cầm lấy, đặt ở cái trán tùy ý dùng linh hồn quét qua. Sau một khắc, Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, sau đó trên mặt biểu lộ cấp tốc bị cuồng hỉ thay thế. Trung giai thức pháp đế kỹ bát phương kinh lôi thước. Chịu đựng trong lòng cuồng hỉ, Tiêu Viêm đem linh hồn lực lượng từ đó rời khỏi, vuốt vuốt màu đen quyển trục nói, quyển thước pháp đế kỹ chính là tiểu tử thiếu khuyết. Tần Uy gật đầu nói, thước pháp đế kỹ xem như tương đối lệch đế kỹ chủng loại, lấy lôi khắc bản lĩnh không có khả năng thu tập được, đoán chừng là hắn từ Lâm Tinh lôi tộc lúc rời đi cầm. Không sai, theo ta được biết, Lâm Tinh thành lôi tộc làm Lâm Tinh phủ thứ nhất đại tộc, nổi danh truyền khắp Tây Xâm vực, là bởi vì lôi tộc bên trong có đế đạo cấp bậc cường giả tọa trấn. Chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, Liên Vân Hải lại nói, bát phương kinh lôi thước trong tay ngươi chẳng qua là tàn quyển, lôi tộc bên trong nghe nói có một cái đế đạo cấp bậc lão quái chuyên tu thước kỹ, cũng dùng cái này thành danh. Nếu như ta đoán không sai, bát phương kinh lôi thước đế kỹ chân thực phẩm giai tuyệt đối là đế pháp cấp. Nghe Liên Vân Hải suy đoán, Tiêu Viêm lửa nóng trong lòng càng tăng lên mấy phần, nhìn qua trong tay màu đen quyển trục, nội tâm bành trướng không thôi. Đế pháp, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đột nhiên không để lại dấu vết sờ một chút mình nạp giới, giống như Man Vân cho mình Thiên Diễn quyền cũng là tàn quyển, chỉ là 4 phần quyền, nếu như tập hợp đủ, uy lực của nó chẳng những đuổi sát thánh thuật, càng có nhìn ra tấn thăng thiên tôn cơ hội. Hô, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm đem bát phương kinh lôi thước đế kỹ thu vào trong nạp giới, xem ra sau này trong hành trình, muốn bao nhiêu hỏi thăm một chút cái khác 3 phần Thiên Diễn quyền đế kỹ ở nơi nào, không nói hiện tại còn hư vô mờ mịt thiên tôn, sáng là uy lực đuổi sát thánh thuật cường hoành thái độ, mới là lệnh Tiêu Viêm chân chính kích động. Lại nghe Liên Vân Hải giảng một chút ven đường từng cái sự tình, Tiêu Viêm cuối cùng đối tiếp xuống hành trình có một chút mặt mày, mà hắn cũng từ Liên Vân Hải trong miệng biết một chút liên quan tới cái sau. Liên Vân Hải chưa nhậm chức vì Lạc Nham thành chủ trước, chính là Lâm Tinh thành liền nhà tứ gia, lấy vợ sinh con, vốn cho rằng thời gian liền tiếp tục như thế, nhưng mà không biết vì cái gì, lôi tộc đột nhiên đối Lâm Tinh thành to to nhỏ nhỏ gia tộc bắt đầu thanh lý, chỉ để lại mấy nhà trung đẳng quy mô gia tộc. Đối với lôi tộc hành động, mặc dù rất nhiều người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không ai dám làm chim đầu đàn, chỉ có thể mặc cho bằng lôi tộc huyết tinh thanh lý. Liền nhà là một quy mô nhỏ bé gia tộc, cùng ngày liền bị thanh lý, Liên Vân Hải kéo lấy thân thể bị trọng thương, mang theo gần 10 tuổi nữ nhi may mắn chạy ra, nhưng thân nhân của hắn tất cả đều đổ vào trong vũng máu. Đối mặt lôi tộc như thế một cái quái vật khổng lồ, Liên Vân Hải cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, mang theo nữ nhi tại Tây Xâm vực du lịch, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp tại Tây Tinh quận nhậm chức, bởi vì xuất sắc năng lực lại bị điều động đến Lạc Nham thành đảm nhiệm thành chủ. Nói những lời này, Liên Vân Hải cũng có vẻ dị thường bình thản, trong giọng nói không còn một tia gợn sóng, ngược lại là ngồi ở một bên Liên Vân Á có thể là nhớ tới chuyện cũ, thỉnh thoảng nức nở, đem bên cạnh nàng Tần Phi làm cũng gấp, luống cuống tay chân ý đồ hống nó vui vẻ. Ha ha, Tiêu tiểu hữu, nếu như có một ngày ngươi có đủ thực lực, nhất định phải đi lôi tộc, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem bát phương kinh lôi thước cả bộ cầm tới tay, đây chính là một cái uy lực không tầm thường đế kỹ. Nói, Liên Vân Hải nửa đùa nửa thật đạo. Tiêu Viêm không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy ý vị sâu xa. Ngày kế tiếp, Tiêu Viêm sớm đã trang trí tốt hết thảy, không kịp chờ đợi cáo biệt đám người liền xuất phát, hiện tại hắn muốn gặp thân tâm tình của người ta càng phát ra lo lắng, ở đây không thể tại tiếp tục chờ đợi. Liên Vân Hải đám người cũng không có quá nhiều giữ lại, đưa ra thành về sau, Tiêu Viêm liền cáo biệt một đoàn người, hướng về Tây Tinh thành phương hướng tiến đến. Đại tiểu thư, Tiêu đại ca 120 vạn đế tinh mộng tưởng đều thực hiện, ngươi còn không đáp ứng ta sao? Trên đường trở về, Tần Phi vô cùng đáng thương nhìn xem một bên nữ tử áo trắng nói. Liên Vân Á mỉm cười, nàng cũng không phải là đồ đần, Tần Phi đối tình cảm của mình đã sớm cảm giác được, chỉ là trước mấy ngày sâu trong nội tâm mình không biết đang dây dưa cái gì, chậm chạp không muốn đáp ứng. Hôm qua nghe Tiêu Viêm nói, hắn tại Tinh Nguyệt Linh vực thân nhân, bây giờ càng theo Tiêu Viêm rời đi, Liên Vân Á kia phần dây dưa mới tiêu tán. Nàng cũng là rộng lượng người, cũng không có vì vậy lộ ra tinh thần sa sút, tương phản, bởi vì tâm kết giải khai, cũng có mấy phần vui vẻ. Hì hì, Tiêu Viêm đại ca thực hiện mơ ước thời điểm là đế sĩ cấp bậc, ngươi chừng nào thì trở thành đế sư, ta lại thực hiện giấc mộng của ngươi. Nói, Liên Vân Á hướng về phía trước chạy tới, phía sau Tần Phi ngẩn ngơ, sau đó nháy mắt như là điên cuồng, nhìn xem xanh thẳm thiên không, đột nhiên cảm thấy thế giới là tốt đẹp như vậy. Trời cao đất rộng, rời đi Lạc Nham thành đã có 5 ngày, lúc này Tiêu Viêm nằm ở trong rừng trên một tảng đá lớn, ngước đầu nhìn lên thiên khung, nhẹ như mây gió, trời xanh không mây. Tại xâm vực biên giới, cao nhưng che trời đại thụ che trời đã cực ít, cũng đúng là như thế, mênh mông khung vũ mới có thể nhìn một cái không sót gì. Lạc Nham thành đến Tây Tinh thành, quan đạo chỉ có một đầu, theo khoảng cách Lạc Nham thành càng ngày càng xa, bốn phía dân cư cũng dần dần thưa thớt, thẳng đến chung quanh một lần nữa bị không giới hạn rừng rậm vây quanh. Đi mấy ngày quan đạo, Tiêu Viêm cũng một lần nữa nhảy vào thâm sơn, tiếp tục chính mình tu hành. Lúc này trong tay Tiêu Viêm cầm màu đen quyển trục, chính là bát phương kinh lôi thước tàn quyển.
nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, một cái xé mở quyển trục, linh hồn lực lượng giống như thủy triều từ mi tâm tuôn ra, nháy mắt bao trùm ở trong tay quyển trục. Hết thảy điều tức đến tốt nhất về sau, Tiêu Viêm rốt cục quyết định tu tập Bát Phương Kinh Lôi Thước. Một nháy mắt về sau, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng phảng phất tiến vào một cái như lôi đình thế giới, lít nhá lít nhít lôi đình từ phía trên gào thét mà xuống, oanh kích trong hư không, phảng phất đất bằng lên như kinh lôi, chấn hư không đều có chút run rẩy. Tiêu Viêm linh hồn lực lượng tràn vào về sau, vô biên lôi đình hải dương đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, uyển giống như là biển gầm, nháy mắt sau đó, đã hình thành một thanh đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa cự thước. Cự thước phía trên che kín lít nhá lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, chính là tu tập Bát Phương Kinh Lôi Thước yếu điểm. Muốn tập thước pháp người, cần người mang lôi đình chi lực mới có thể nhìn trộm. Cự thước thước trôi chỗ, từ ngân sắc lôi đình hình thành mấy chục cái cứng cáp chữ lớn ẩm ẩm chấn minh, khiến người vì thế mà choáng váng. Lôi đình chi lực, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, sau đó linh hồn lực lượng rời khỏi, nhìn về phía trước mặt màu đen quyển trục. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm nắm giữ quyển trục tay phải đột nhiên toát ra một cỗ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, có tiếng sấm vang rền. Mạo hiểm sử dụng 3000 lôi đế viêm cũng là Tiêu Viêm một lần tiền đặt cược. 3000 lôi đế viêm có thể nói là hỏa diễm bên trong lôi điện, có được lôi điện tính chất, nhưng dùng để kích hoạt Bát Phương Kinh Lôi Thước, Tiêu Viêm trong lòng thật đúng là không nắm chắc. Suy suy, kim sắc hỏa diễm không ngừng đốt cháy màu đen quyển trục rất nhanh bị đốt cháy thành tro, nhìn xem một tay cho tàn, Tiêu Viêm mặt co lại, kém chút mắng to lối ra. Đúng lúc này, 3000 lôi đế viêm bên trên du tẩu lôi ti đột nhiên mãnh liệt chớp động, ngay sau đó, vô số nhỏ bé lôi ti hội tụ tại Tiêu Viêm trước mặt, ở người phía sau ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi hình thành một thiên từ lôi đình tạo thành tu tập yếu quyết. Còn tốt, Tiêu Viêm thở phào một hơi, nếu thật là bị thiêu hủy, mình cũng không có chỗ để khóc. Linh hồn lực lượng lần nữa tuôn ra, đem thông bản tu tập yếu quyết bao trùm, mấy hơi thở, lôi đình chữ viết tựa như cùng mất đi linh tính, nhao nhao tiêu tán. Đem tu tập yếu quyết tinh túy nhớ trong đầu, Tiêu Viêm xoay tay một cái, Thương Viêm Xích liền là xuất hiện ở trong tay, đồng thời trong cơ thể tuôn ra một cỗ hỏa diễm, hỏa diễm chưa rơi xuống đất, liền hóa thành một đầu vui chơi lửa ngựa, chính là đợi tại Tiêu Viêm trong cơ thể thật lâu Tiểu Ngạo. Vừa vặn, ta muốn luyện tập một chút, ngươi liền thay ta cảnh giới đi. Sờ một chút Tiểu Ngạo đại đại đầu, Tiêu Viêm cười nói, hiện tại Tiểu Ngạo, cái đầu đã đến Tiêu Viêm chỗ cổ, thực lực coi như Tiêu Viêm cũng có chút không quá xác định, nghĩ đến chí ít không kém gì một loại đế linh. U oán nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, Tiểu Ngạo trong đôi mắt thật to hiện lên một tia khó chịu, nhưng vẫn là quệt mồm hướng phía trước đi vài bước, nằm dạp trên mặt đất, đủ kiểu nhàm chán phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Viêm khẽ nhắm hai mắt, dựa theo tu tập yếu quyết miêu tả, cầm Thương Viêm Xích trên tay đột nhiên toát ra 3000 lôi đế viêm, đem Thương Viêm Xích hoàn toàn bao trùm. Tiêu Viêm tiến hành bước kế tiếp, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản bình tĩnh 3000 lôi đế viêm đột nhiên thế lửa mãnh liệt bốc cháy lên, mắt trần có thể thấy kim sắc lôi hồ điên cuồng chớp động lên, Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trong cơ thể một trận đốt tâm đau đớn, thân thể phảng phất bị sét đánh, cả người vô lực ngã trên mặt đất. Một bên Tiểu Ngạo thấy Tiêu Viêm không hề hay biết ngã trên mặt đất, lập tức có chút gấp, nhìn thấy Tiêu Viêm bên ngoài thân, kim sắc hỏa diễm không bị khống chế nhảy lên, Tiểu Ngạo trong mắt to lóe nghi vấn. Ô, không hề hay biết Tiêu Viêm bởi vì đốt cháy đau đớn vừa đau tỉnh, cảm giác được trong thân thể 3000 lôi đế viêm cuồng bạo, Tiêu Viêm cũng là kinh dị không thôi. Nhưng bây giờ lại không thời gian để ý tới 3000 lôi đế viêm, vì sao lại đột nhiên gắt gỏng, Tiêu Viêm chịu đựng đốt tâm đau đớn, chỉ huy trong cơ thể hỗn độn lớn đế viêm đi áp chế 3000 lôi đế viêm. Tiểu Y lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bạo động 3000 lôi đế viêm, lập tức toàn thân ánh lửa đại thịnh, hóa thành từng đoàn màu đỏ lồng ánh sáng chống cự cái sau phá hư. Chỉ chốc lát Tiểu Ngạo lúc này cũng kịp phản ứng, thân thể hóa thành một đám lửa nháy mắt tiến vào thân thể Tiêu Viêm. Trước nay chưa từng có đau đớn, làm Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu, trên trán nổi gân xanh, diện mục lúc này cũng biến thành dữ tợn không thôi, phát ra giống giận trầm thấp âm thanh. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Tiêu Viêm đi đứng lại đồng thời rút gân, cái loại cảm giác này làm Tiêu Viêm gần như ngất đi. Tiêu Viêm trong cơ thể, làm Tiểu Ngạo lúc đi vào, hỗn độn lớn đế viêm đã cùng 3000 lôi đế viêm chống lại lên, 3000 lôi đế viêm như là từng đầu phát cùng nộ sư, điên cuồng công kích tới Tiêu Viêm trong cơ thể hết thảy, mà hỗn độn lớn đế viêm thì như là nhân viên cứu hỏa, bảo hộ lấy thụ 3000 lôi đế viêm công kích hết thảy. Nhưng rất rõ ràng, hỗn độn lớn đế viêm vẫn là quá nhỏ yếu, không đủ để hoàn mỹ phòng hộ. Rầm rầm rầm, lôi đình tức giận, kim sắc lôi đình phảng phất đâm xuyên hư không, không ngừng tại Tiêu Viêm trong cơ thể chạy khắp, tùy ý phá hủy lấy nó bản thân nhìn thấy hết thảy. Tiểu Ngạo thét dài một thân, trong chốc lát hỗn độn lớn đế viêm cháy hừng hực lên, như là một tấm lưới lửa, che ngợp bầu trời hướng 3000 lôi đế viêm trào lên đi. Suy suy, hỏa diễm cùng lôi đình mãnh liệt đụng đánh vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia, đôi bên giằng co, khiến cho 3000 lôi đế viêm lực phá hoại hơi chậm rất nhiều. Đồng thời, Tiểu Ngạo khống chế dưới, Tiêu Viêm trong cơ thể bổn nguyên đế khí cũng điên cuồng tuôn ra, chữa trị Tiêu Viêm tổn hại trong cơ thể kinh mạch. Thời khắc này Tiêu Viêm nội thị lấy trong cơ thể rối bời một đoàn, cũng là bất lực, chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Ngạo thủ thắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại đau đớn làm dịu thời điểm, Tiêu Viêm trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy vấn đề này, 3000 lôi đế viêm tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ bộc phát, có thể gây nên nó đột nhiên bạo động chỉ có hai điểm. Mặc dù chịu đốt tâm đau đớn, nhưng Tiêu Viêm tư duy thật là dị thường thanh tỉnh. Một là nhận Bát Phương Kinh Lôi Thước đế kỹ ảnh hưởng,
2 là vài ngày trước cùng Lai Thanh, Lôi Khắc lúc đối chiến, 3 ngàn Lôi Đế Viêm hấp thu ẩn Lôi Châu cùng ngăn cản Lôi Vương cánh tay ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức nhớ tới lúc ấy đối chiến Lai Thanh lúc sử dụng 3.000 Lôi Đế Viêm hấp thu hết ẩn Lôi Châu bên trên pha tạp Lôi Đình chi lực về sau, cảm giác ra một tia kỳ quái. Tiêu Viêm suy nghĩ sâu xa lúc, nó trong cơ thể cũng phát sinh kịch biến, rằng co chỉ chốc lát hai loại đế viêm đều là tình thế dừng một chút, sau đó mang theo uy lực lớn hơn đụng vào nhau, trở tay không kịp Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, cảm thấy ngũ tạng đều nhanh vỡ vụn. Khống chế 3.000 Lôi Đế Viêm Tiểu Ngạo lúc này cũng bị kích phát huyết tính, kiếp trước của nó thế nhưng là bẽ nghễ chư vực đỉnh cao cường giả, hôm nay thế mà bị một cái nho nhỏ đế viêm làm khó. Một tiếng phảng phất long ngâm gầm rú không ngừng quanh quẩn, Tiểu Ngạo biến thành hỏa diễm trong chốc lát quang diễm bắn ra bốn phía, vô số đạo mảnh như cây kim hỏa tinh cực nhanh nháy mắt xuyên thấu Lôi Đình, khiến cho 3.000 Lôi Đế Viêm thế công dừng lại một chút. Kim sắc hỏa diễm co lại nhanh chóng, mỗi một lần run rẩy kịch liệt đều sẽ phóng xuất ra rất nhiều đế viêm bản nguyên, trải qua lưới lửa tịnh hóa, hóa thành từng sợi tinh thuần bổn nguyên đế khí rót vào Tiêu Viêm toàn thân. Chịu đựng đau khổ tra tấn, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một loại thoải mái dễ chịu cảm giác, sau đó đại não một mảnh thanh minh, vô biên đau đớn nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Sau một khắc, Tiêu Viêm hồi lâu chưa từng tăng trưởng thực lực theo kim sắc hỏa diễm tiêu hao bắt đầu phi tốc tăng trưởng, trong cơ thể từng đạo bản nguyên xiềng xích chống rỗng ngưng kết mà thành, phảng phất vượt ngang thiên địa, trên đó nồng đậm bổn nguyên đế khí nhanh chóng chữa trị Tiêu Viêm thân thể. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tiêu Viêm liền đột phá ngũ đạo đế sư. Đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Thực lực tăng trưởng cũng không có làm Tiêu Viêm hưng phấn, hắn hiện tại chỉ có vô tận nghi hoặc, lấy 3.000 Lôi Đế Viêm cao quý thân phận, làm sao có thể tại hấp thu một chút pha tạp lôi chi lực lượng về sau lòng từ bi, trợ giúp mình tăng trưởng thực lực. Thực lực tăng trưởng đồng thời, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, chỗ mi tâm linh hồn lực lượng nối đuôi nhau mà ra, tiến vào tâm thần. Khi thấy phần quyết biến hóa sau khi, Tiêu Viêm rốt cục vui mừng nhướng mày. Phần quyết thiên chương nhan sắc càng thêm óng ánh thâm thúy, loại kia khiến người rung động cảm giác truyền đến, Tiêu Viêm có chút vừa cảm thụ, liền phát hiện phần quyết đã tấn thăng làm trung phẩm hoàng giai công pháp. Oanh! Theo cuối cùng trong cơ thể một tiếng oanh minh, lục đạo óng ánh bích thấu bản nguyên xiềng xích Tiêu Viêm trong cơ thể hoa hoa tác hưởng, như là lớn bằng cánh tay bản nguyên xiềng xích câu thông lấy Tiêu Viêm toàn thân, trên đó tràn đầy bổn nguyên đế khí phá lệ nồng đậm. Lục đạo đế sư, lục đạo bản nguyên xiềng xích hình thành nháy mắt, kim sắc hỏa diễm cũng chậm rãi tiêu tán, sau đó hóa thành một đoàn kim sắc tiểu lôi long ngoan ngoãn trở lại tiểu y trước ngực. Tình trạng kiệt sức, tiểu y sờ sờ trước ngực lôi long ấn ký, Tiêu Viêm một trận cười ngây ngô. Tiểu Ngạo lúc này cũng hiện ra thân hình, vừa rồi không muốn sống thế công kém chút thương tới đến nó bản nguyên, phát cái ngáp, Tiểu Ngạo trực tiếp hóa thành một ánh lửa tiến vào tiểu y trong cơ thể tu dưỡng đi. Gia hỏa này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười một tiếng, linh hồn từ trong cơ thể rời khỏi, hắn đại khái đã có thể minh bạch, tại huyễn cảnh, 3.000 Lôi Đế Viêm mặc dù bị thôn phệ, nhưng còn có dư thừa năng lượng chứa đựng xuống dưới chưa từng triệt để thôn phệ, hấp thu ẩn Lôi Châu năng lượng về sau, pha tạp năng lượng cùng đế viêm bản thân năng lượng tinh thuần lẫn nhau tác dụng dưới, cỗ năng lượng kia bị triệt để kích phát, mới có lần này đột nhiên bộc phát, cuối cùng giật mình suýt chết dưới, làm Tiêu Viêm nhặt một món hời lớn. Ô, Tiêu Viêm vừa mở mắt ra, liền phát hiện phía trước đứng lặng mấy cái sói đen, trong ánh mắt lóe u lục tia sáng, màu đen lông sói phía trên, thế mà bốc lên từng tia hắc viêm. Hắc hỏa sói, trung giai linh thú, thực lực ước chừng vì nhân loại bảy đạo đế sư. Rất rõ ràng, mấy cái hắc hỏa sói là bị Tiêu Viêm vừa rồi tiếng giống hấp dẫn mà tới. Tiêu Viêm cầm lấy rơi xuống ở một bên thương viêm xích, đứng dậy hướng về sau nhảy lên, nhìn qua trước mặt mấy cái hắc hỏa sói, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, vừa vặn đang nghĩ thử xem lục đạo đế sư thực lực, liền tới thử tay nghề thạch. 1 2 3 Tổng cộng 12 con, không sai biệt lắm đủ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lúc đó, thân hình bạo xông lên trước. Cạch, nương theo lấy một tiếng xương vỡ vụn, cuối cùng một đầu hắc hỏa sói liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bay ra ngoài, ven đường lông sói vẩy ra, thẳng đến đụng vào một viên cổ thụ bên trên phương tài dừng lại, sói thân mềm mềm ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Ha ha, lục đạo đế sư thực lực quả nhiên so lúc trước mạnh quá nhiều. Đem thương viêm xích gánh trên vai, Tiêu Viêm bôi một chút vết máu ở khóe miệng, quét một vòng chung quanh ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất hắc hỏa xác sói thể, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tấn thăng làm lục đạo đế sư về sau, trong cơ thể tràn đầy bổn nguyên đế khí phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trong quá trình chiến đấu, trong cơ thể bổn nguyên đế khí liên tục không ngừng tuôn ra, cũng khiến cho nó toàn bộ đánh nhau quá trình như nước chảy mây trôi thống khoái. Ánh mắt lần nữa đảo qua đầy đất hắc hỏa sói thi thể, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. 12 miếng trung gia linh thú linh hạch, tuy nói cũng đáng giá không ít tiền, nhưng trải qua phương tài kia phiên đánh nhau, sợ rằng sẽ hấp dẫn đến cái khác linh thú, có trời mới biết lại đến là vật gì, vạn nhất chạy tới một con thiên thú, đoán chừng ngã trên mặt đất chính là mình. Huống hồ đều nói sói là đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ, muốn đem 12 con hắc hỏa sói đầu lâu phá tới lấy phải linh hạch, cũng thực sự là khó khăn. Tay cầm hơn 1 triệu đế tinh, Tiêu Viêm cũng dứt khoát tùy hứng một cái. Tây Tinh Thành. Trải qua 11 ngày ngựa không dừng đi đường, Lai Thanh rốt cục đi vào Tây Tinh quận thành thị phồn hoa nhất, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, đối với so với Lạc Nham thành phồn hoa mấy lần cảnh sắc, cũng không có bao nhiêu hứng thú, trực tiếp hướng Lôi tộc trú điểm tiến đến. Cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy Lôi Khắc chạy đến, Lai Thanh trong lòng cũng là vạn phần không hiểu, nghĩ nhiều loại khả năng sau, Lai Thanh cũng chỉ có thể đem nghi vấn dần xuống đáy lòng, toàn tâm đi đường.
Lôi tộc chú điểm tọa lạc ở Tây Tinh thành phồn hoa nhất một đoạn, nói là chú điểm, nghiễm nhiên lại là một tòa khí thế bàng bạc đại phủ đề, so với phủ thành chủ đều không chút thua kém. Đối với loại này mạo phạm, Tây Tinh thành thành chủ lại cũng không nói một lời nào. Lôi tộc lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Người phụ trách nơi này tên là Rô Tôn, nghe nói là Lâm Tinh thành lôi tộc một chấp sự, thực lực nghe nói cũng sớm đột phá đế linh, đến đế vương chi giai. Toàn bộ lôi tộc chú điểm tổng cộng có 8 tên lôi tộc tộc nhân, còn lại đám người chính là chiêu mộ khách khanh hoặc là tay chân. Một cái nho nhỏ chú điểm mơ hồ trong đó liền có thể cùng phủ thành chủ thế lực chống lại thực lực. Ngươi là lôi khắc lão gia hỏa kia cháu trai, đến chỗ ở có chuyện gì? Rơ Tôn bị thủ hạ từ hôm qua kiên cường đi cưới xinh đẹp tiểu thiếp trên thân kêu lên, nói là Lạc Nham thành có cái bị khu trục ra bản tộc thành viên cháu trai tới chỗ này cầu kiến Rơ Tôn đại nhân, nói có đại sự bẩm báo. Nghe được cái gọi là đại sự, Rơ Tôn mới quyết định gặp một lần, đi vào phòng khách chính. Sau Rơ Tôn trực tiếp hướng chủ trên ghế một tòa, sắc bén ánh mắt thẳng chằm Lai Thanh, trầm giọng nói. Bị một cái đế vương nhìn chằm, Lai Thanh chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nuốt nước miếng một cái mới có hơi âm thanh rung động nói, nhà gia tổ phát hiện 3000 lôi đế viêm ở nơi nào? Nghe đến lời này, Rơ Tôn không như trong tưởng tượng chấn kinh, mà là cười một tiếng. Những năm gần đây, tại lân cận mấy cái phủ, lôi tộc tộc trưởng giá cao treo thưởng 3000 lôi đế viêm, tin tức có thể nói là mọi người đều biết. Hắn tại chú điểm chẳng qua 5 năm, liên tiếp vào qua 3 lần báo cáo nói phát hiện 3000 lôi đế viêm ở nơi nào, kết quả mỗi lần hưng binh động chúng tiến về, cuối cùng lại là không vui một trận. Nhưng đối với loại này báo cáo, lôi tộc lại là kiên trì thà rằng phạm sai lầm cũng phải tự mình thị sát phương pháp, cuối cùng khổ chính là bọn hắn những tầng dưới chót nhân viên. Đã như vậy, vậy ngươi nói một chút 3000 lôi đế viêm đặc thù đi. Rơ Tôn tốt chính lấy ra đổi một cái tư thế ngồi, cười nói. Tốt. Lai Thanh ổn tâm thần, đem lôi khắc nói cho hắn không sót một chữ nói ra. Báo quát hút loại kia hỏa diễm có thể thu ẩn lôi châu bên trong năng lượng, phòng ngự lôi hệ công kích các loại, không có một chút bỏ sót. Rơ Tôn nụ cười cũng theo Lai Thanh lời nói dần dần trở nên ngưng kết, cuối cùng biểu lộ đều ngưng trọng lên, trong lòng không khỏi giơ lên một tia gợn sóng. Người thanh niên kia, hình dạng thế nào? Có cái gì đặc thù? Có thể nhìn ra hắn tập tính sao? Lai Thanh vừa mới kể xong, Rơ Tôn liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Mặc áo đen, giống như ta cao đi. Hỏi những cái này, Lai Thanh rõ ràng sững sờ, sau đó ấp úng nói. Nhìn thấy Rơ Tôn trong mắt tức giận, Lai Thanh vội vàng nói, gia tổ trước khi đến đối tiểu nhân nói, hắn ít ngày nữa liền sẽ tự mình ở đây cùng đại nhân nói rõ ràng. Tự mình đến. Rơ Tôn văn ngôn, lạnh cười một tiếng, trước mắt người thanh niên này nhìn tuấn tú lịch sự, đầu óc nhưng thật giống như không đủ dùng, cũng không suy nghĩ thật kỹ, lấy đến linh đỉnh phong thực lực, thật muốn đến sớm, còn cần chờ tới bây giờ. Vừa rồi nghe Lai Thanh giảng, lôi khắc cùng Lạc Nham thành hai cái đế linh đánh lên, suy nghĩ lại một chút đến nay còn chưa tới, đáp án cũng liền ra tới, đoán chừng lôi khắc thi thể hiện tại cũng thối đi. Lão già để thiếu thông minh tiểu tử đến, thật sự là nghĩ xấu tộc ta đại sự. Trong lòng chửi mắng một câu, Rơ Tôn trong mắt tinh quang hiện lên, hắn hiện tại đã có thể xác định, Lai Thanh nói tới hỏa diễm 89/10 chính là bọn hắn mong nhớ ngày đêm hỏa diễm, 3000 lôi đế viêm. Ha ha, tốt, chờ ngươi ra đến nói rõ ràng, liền có thể đem người thanh niên kia bắt lại, đến lúc đó tộc trưởng ban thưởng, nhưng là không cách nào tưởng tượng, đừng bảo là một cái nho nhỏ thành chủ nữ nhi, liền xem như Tây Tinh quận quận chúa nữ nhi, ngươi muốn cũng là dễ như trở bàn tay. Rơ Tôn cười lớn đứng dậy, đi vào Lai Thanh bên cạnh, hòa ái dễ gần cười nói, thật. Lai Thanh văn ngôn không chỉ có đại hỉ, nghĩ đến ngày sau Liên Vân Á ngoan ngoãn tại dưới người mình hầu hạ, lập tức trong lòng thoát ra một loại biến thái khoái cảm. Kia còn có giả. Rơ Tôn cười thủng tỉm nói, sau đó tay trái ngả vào Lai Thanh, nhẹ nhàng vỗ cái sau. Lai Thanh ý nghĩ kỳ quái lúc, Rơ Tôn bỗng nhiên một cái cổ tay chặt, Lai Thanh nụ cười nháy mắt ngưng kết, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Hừ. Rơ Tôn sắc mặt lúc này sớm đã âm trầm như nước, đối một bên thủ hạ âm thanh lạnh lùng nói, liên hệ Lôi Thông, để hắn đem tiểu tử này lập tức mang về Lâm Tinh Lôi tộc, để Lôi tộc bên trong đại nhân sử dụng sư hồn thuật, đem hắn nói người thanh niên kia dáng vẻ hoàn nguyên ra tới, sau đó, Lôi tộc đại nhân sẽ dạy các ngươi làm thế nào. Lời nói đến cuối cùng, Rơ Tôn cũng là giữ tợn cười một tiếng, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì một loại lại nói, còn có, để những khách khanh tại điểm truyền tống chung quanh cẩn thận quan sát, nếu như có một cái vóc người thon dài nam tử áo đen đi qua, không muốn rút dây động rừng, dùng ảnh lưu niệm châu ghi lại hắn bộ dáng liền có thể, ăn không lôi ra bổng lộc lâu như vậy, bọn hắn cũng nên làm ít chuyện. Vâng, một bên thủ hạ cung cung kính kính ứng thanh về sau, lập tức rời đi phòng khách chính. Nhìn thoáng qua trên mặt đất ngất đi Lai Thanh, Rơ Tôn không nói gì, mà là quay người ngồi tại chủ trên ghế, nụ cười âm lãnh tại yên tĩnh phòng khách chính ở bên trong làm người ta sợ hãi. Trải qua 2 ngày màn trời chiếu đất về sau, trước mắt tầm mắt rốt cục trống trải, cây rừng dần dần thưa thớt, xuất hiện một mảng lớn bình nguyên, dõi mắt nhìn lại, một tòa rộng rãi to lớn thành trì như một con viễn cổ hung thú bò lổm ngổm, nó hùng vĩ không khỏi cho Tiêu Viêm mang đến một loại rung động. Đó chính là Tây Tinh thành đi, quả nhiên rộng rãi đại khí, so Lạc Nham thành hùng vĩ vô số lần. Theo rộn ràng đám người đi đến chỗ cửa thành, chạm mặt tới chính là một loại hồng hoang thê lương cảm giác. Tây Tinh thành cũng không biết tại rộng lớn xâm vực tồn tại bao nhiêu năm, tường thành dưới chân ố vàng cỏ xỉ rêu báo trước tòa thành thị này cổ xưa, trên tường thành bị gió cắt san bằng lăng khối, nói tòa thành thị này quá khứ. Tây Tinh thành,
ngẩng đầu nhìn ba cái tràn ngập hoang vu cảm giác cứng cáp chữ lớn, Tiêu Viêm trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Thủ vệ quân sĩ thực lực cũng là đề cao mạnh, dù sao cũng là Tây Tinh quận quận thành, tại Lạc Nham thành vì thành vệ quân lĩnh đội thực lực đế sư đỉnh phong, ở đây vậy mà là cửa thành thủ vệ, lúc trước bởi vì tiến vào lục đạo đế sư cảm giác hưng phấn, cũng vào lúc này triệt để tiêu tán, Tiêu Viêm lại một lần nữa khát vọng lên thực lực mạnh hơn. Giao vào thành phí tổn về sau, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, không chút do dự đi tiến vào, thân ảnh rất nhanh bao phủ tại trong đám người. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 17 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 18 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.